Em chào tất cả các bác, bên em bao ship đơn hàng từ 200.000. Các bác lấy vật tư như là vỏ thông này, phân thuốc, chậu móc đủ 200.000 thì bên em bao ship ạ. Hôm nay thì em giới thiệu với các bác một số vật tư cũng như là hoa lan. Hôm nay thì em giới thiệu với các bác về hồng Lâm Hải. Đây là mặt hoa của bác vườn lan Lâm Hải ở Hải Dương đấy ạ. Đây, hồng Lâm Hải thì hiện tại nhà em có 3 chậu. Chậu thứ nhất là một ki này. Để có một ki này là một ki này một 130.000 các bạn, 130.000 ki này hồng Lâm Hải ạ. Ki này thì nó cao được tầm khoảng 5 cm như thế này, mầm lên được 5 cm. Chậu thứ hai là 3. Chậu này thì gồm có 4 mầm các bạn, gồm có 4 mầm này, 350.000. Đấy, 4 mầm lên khá là cao rồi, rất là đẹp luôn các bác. Đấy, chậu này thì khá là tuyệt vời luôn. Chậu này là 350.000. Ngoài ra thì nhà em còn có một chậu này nữa, chậu này một đây mầm này 160.000 các bạn, 160.000 mầm này hồng Lâm Hải. Đây nhà em có ba hồng Lâm Hải, nhà em có 3 chậu. Bạch tuyết 350 này, bạch tuyết nhà em có mỗi một chậu thôi. Thì gồm có một ki lên được tầm 5 cm và có một cái ki bé này nữa. Đấy, cái này các bác mang về trồng này. Còn cái này là á hậu các bạn, á hậu. Á hậu 230.000 và minh châu ạ, hồng minh châu. Hồng minh châu cũng 230.000 hai ki. Ngoài ra thì còn có trắng minh châu các bạn, trắng minh châu cũng 200 trắng minh châu đấy. Trắng minh châu cũng 230.000. Đây cây của em không biết là bị con gì ấy, không biết là con châu chấu hay con gì cắn đấy các bạn, cắn đi rất là nhiều luôn tối qua. Sáng nay dậy cắn đi rất là nhiều, không biết là con gì ấy. Đây nó cắn gần như là cắn gần hết cây của nhà em rồi. Không biết là con gì luôn. Đấy đấy là hoa lan các bạn, hoa lan thì nhà em còn có một số ít bằng đấy thôi. Còn Phú Thọ thì vẫn còn, nhưng mà cái mầm đẹp nhất thì những cái mầm đẹp nhất thì lại bị cái con này nó cắn đi rồi, không biết là con gì nó cắn mất rồi. Vật tư thì nhà em vẫn có đầy đủ các bạn ạ. Đạm cá này, đạm cá này thì nó là đạm cá lọ này là 250ml thì 50.000 ạ, lọ này. Túi lọc phân ạ, túi lọc phân cái này là 7 x 9, kích thước 7 x 9, 35.100 cái. Super Kali ạ, Super Kali thì cái này 25.000, nhà em có pa Kali này, canxi, magie. Đấy 25.000 một lọ. Có N3M 25.000 này. Lọ to này 500g nó là 110.000. B1 thì có B1 1 lít 140 500ml là 85.000 và lọ 2 100ml là 25.000. Đấy. Còn Antonic thì 80.000 lọ 100ml. Kỳ duy xanh thì 45.000 ạ. Kỳ duy đỏ là 55. Duy ơi. Cái này là cốc điều hòa trồng lan. Cốc điều hòa này thì dùng tiện lắm các bạn, dùng tốt lắm, hiệu quả cực kỳ là hiệu quả thôi. Nó giúp cây của mình nó mát cây này, rồi cây của mình tốt hơn. Cái này thì là 8.000 một cái. Cái dưỡng chất AB là 75.000. Keo liền sẹo là 47.000, keo đen, keo mỹ tiến là 25. Đấy, siêu lân đỏ ạ, siêu lân đỏ là 25.000 100ml, còn siêu lân xanh gói 15g nó là cái này là 4.000 một gói siêu lân xanh. Đấy. Super Thai là 120.000 160ml, cái này là hàng nguyên đai đấy các bạn, không phải hàng chiết. Đấy, cái NT kích rễ thì ở trong nó sẽ dạng như thế này, dạng túi lọc như thế này. Một hộp của nó là 25.000 sẽ được 20 gói. Đấy, NT 1602 HKD1 HK1 đây. Nó phù hợp cho cả cây, từ cây con đến cây trưởng thành luôn. Ngọc Linh thì là 95.000 các bạn. Ngọc Linh chống thối, cái này thì nó chống thối rất là hiệu quả luôn. Cả phun phòng với cả phun chữa thì nó sẽ có liều lượng khác nhau và nó đã có hướng dẫn sử dụng rồi. Đấy, Ridomin thì một gói như này 55.000 100ml 100g này. Còn cái này là Kikinbun là 25.000. 25.000 thì nó là một 45g các bạn. Chế phẩm Hùng Nguyễn 25.000, các bác mà lấy cả hộp là chỉ còn 220. Một hộp của nó có 10 lọ. Ở Vemit ạ. Cái này là 50.000 các bạn. Hiệu quả lắm.
Ở V Mid chuẩn quế V Mid thì có cái này là 45.000 này, còn V Mid Pro cái này thì hạt to hơn. Cái này là 50.000, hạt to hơn so với V Mid này. Phân rơi Ben Ben 3 của Hùng Nguyễn cái này thì 40.000, hộp của nó là 500 g. Còn Ben 1 thì là 55.000 hộp 1 cân. Phân Zinan thì nhà em có cho cây con, cây trưởng thành và cây ra hoa. Cái này thì làm 25.000 một lọ, của nó là 150 g. Còn lọ 1,25 kg, lọ này lọ to cho cây trưởng thành là 170.000. Các bác lấy lọ to thì nó sẽ tiết kiệm hơn các bạn. Phân tan chậm thì nhà em có Hàn Quốc 120, xanh Mỹ 140, trì Nhật 120, trắng Nhật 120, vàng Mỹ thì là 100, vàng Mỹ là 150. Bà ốc thì là 25.000, giải độc chống sốc cây cảnh Amigreen cái này là 40.000 lọ 100 ml. Siêu mập ki cái này là 65.000 ạ. Diệt nấm mốc rong rêu vi khuẩn thì có Bencona cái này là 25.000. Ngoài ra thì còn có xử lý giá thể, nhà em có Chicho Đờ Ma gói 1 cân nó là 40.000. Đấy, chậu thì nhà em có chậu sen, chậu bí, chậu nan thẳng. Chậu sen có phi 20 10.000, phi 25 13.000 và phi 30 là 21.000. Cái này thì kích thước của chậu nhà sản xuất nó khác các bác nhé. Nhà sản xuất thì nó sẽ nhà sản xuất thì họ lại ký hiệu là phi 35 này, phi 30 và phi 25. Đấy, nhưng mà đo kích thước thì nó không đủ đâu các bạn. Đấy. Nói chung là những cái kích thước của nhà sản xuất đưa ra thì đo thì cả kể cả đo phun viền cũng không đủ luôn ấy. Cái chậu bí thì có phi 20 10.000, phi 25 12.000 và phi 30 là 16.000. Đấy, chậu sen thì chậu bí thì nó giá cả nó rẻ hơn và chậu bí không kèm nan phụ. Cái này thì phi nhà sản xuất nó ghi là 22 26 và 31. Chậu nan thẳng thì nhà em có phi 20 25 30 và 35. Có giá là 6.000, 7.500, 11.000 và 17.000 một cái. Đấy, vỏ thông thì nhà em vẫn có đầy đủ số 1, số 2, số 3. Số 1 thì vụn, số 1 vụn rẻ mặt 9.000, số 2 là 16.000, số 3 là 17.000. Đấy. Phi san cái này thì nó là 55.000. Chúc các bác em cảm ơn tất cả các bác đã xem video ạ. Chúc các bác có một kỳ nghỉ lễ thật là vui. Em chào tất cả các bác.